các bạn đã trở về với kênh Nguyên Diệp channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về ba cái loại cây trồng tiền cảnh trong cái hồ thủy sinh rất là đẹp, chân châu Nhật, chân châu Ngọc Trai và chân châu Cuba. Nếu các bạn chinh phục được ba cái loại đó thì sẽ có những cái hồ thủy sinh rất là đẹp, và sau đây mình sẽ minh họa cho các bạn dễ hiểu hơn. Loại thứ nhất, chân châu Nhật. Chân châu Nhật có nguồn gốc từ châu Úc, được ông Takashi Amano phát hiện và nhập về Nhật từ những năm 1980. Hiện nay, nó là loại cây tiền cảnh khá phổ biến trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Chân châu Nhật là loại cây dễ trồng nhất trong ba loại chân châu thủy sinh. Kích thước cao từ 2-3cm, rộng khoảng 3cm. Chúng có ưu điểm là khá đẹp, dễ chăm sóc, dễ thích nghi và phát triển nhanh. Và sau đây là một số kinh nghiệm cũng như thông tin cơ bản về cây chân châu Nhật mà mình sưu tầm được, nhằm giúp cho những bạn mới bắt đầu muốn chinh phục loại cây này được dễ dàng hơn. Chân châu Nhật cần lượng ánh sáng từ mức trung bình đến mức cao. Việc cung cấp ánh sáng cho cây có thể từ ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng đèn điện. Tuy nhiên, cần lưu ý là đối với ánh sáng đèn thì các bạn cũng không nên mở quá nhiều trong thời gian đầu, vì lúc này hồ thủy sinh của các bạn chưa ổn định nên rất dễ bị rêu hại tấn công. Chân châu Nhật cần dinh dưỡng khá nhiều và ít kén nền. Vì vậy, với những hồ các bạn đã trồng lâu ngày thì việc bổ sung thêm dinh dưỡng là điều rất cần thiết. Các bạn có thể bổ sung dinh dưỡng cho hồ bằng cách chăm thêm phun nước để cho cây được phát triển tốt hơn. So với hai loại chân châu Ngọc Trai và chân châu Cuba thì tốc độ phát triển của chân châu Nhật khá nhanh. Độ pH lý tưởng của chân châu Nhật chịu được ở mức tốt nhất từ 5-8. Tương tự như những cây thủy sinh khác thì chân châu Nhật cũng cần lượng CO2 dồi dào, được cung cấp từ các bình khí CO2. Các bạn có thể dễ dàng mua các bình khí CO2 này ở các cửa hàng thủy sinh, hoặc có thể cung cấp CO2 từ việc thay nước thường xuyên. Nhưng về lâu dài thì sẽ không hiệu quả bằng dùng bình khí CO2. Nhiệt độ tốt nhất để cho cây phát triển là ở mức từ 15-30°C. Nhiệt độ càng mát thì cây càng phát triển nhanh và xanh hơn. Khi trồng chân châu Nhật, các bạn nên xác định trước bố cục cũng như nơi mình cần trồng sao cho hài hòa với tổng thể bố cục hồ thủy sinh của các bạn. Về cách trồng chân châu Nhật, các bạn nên tách thành từng bụi nhỏ khoảng từ 2-3cm và cắm vào nền sao cho chiều cao của cây so với nền bằng 1/2 bụi, và các bụi trồng cách nhau từ 3-4cm để tạo điều kiện để cây phát triển và bám sát mặt nền cũng như phát triển thoải mái hơn. Nếu bạn là người đầu tiên mới làm quen với chân châu Nhật hoặc mới setup hồ có trồng chân châu Nhật thì thời gian đầu các bạn nên thay nước từ 2-3 lần một tuần, và mỗi lần khoảng 20-40% lượng nước có trong hồ để hạn chế bớt rêu hại. Phần 2, chân châu Ngọc Trai. Chân châu Ngọc Trai có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Hiện nay nó là loại cây được yêu thích nhất. Nếu các bạn là một người bận rộn, ít có thời gian chăm sóc cho cây nhưng vẫn thích có một thảm nền xanh mướt, bắt mắt, thì việc trồng chân châu Ngọc Trai là một sự lựa chọn hợp lý nhất. Dưới đây là những thông tin cơ bản về cây chân châu Ngọc Trai. Chân châu Ngọc Trai có ưu điểm là dễ trồng, dễ chăm sóc và ít bị rêu hại. Là cây mọc thấp, có chiều cao tối đa từ 2-3cm, lan thành từng mảng khoảng 3cm, lá xanh mướt, thân có phân đốt nhỏ, rất thích hợp trồng ở phía trước hồ thủy sinh, tạo nên một thảm xanh rất đẹp mắt. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể trồng trên lũa và trên đá để cho cây rũ xuống trông cũng khá đẹp. Tốc độ phát triển của chân châu Ngọc Trai ở mức độ trung bình, nó xếp vị trí thứ hai trong ba loại chân châu tiền cảnh, đó là chân châu Nhật, chân châu Ngọc Trai và chân châu Cuba. Chân châu Ngọc Trai cần lượng dinh dưỡng ở mức trung bình, độ pH của nước từ khoảng 5-8, nhiệt độ từ 20-30°C. Đặc biệt, nếu duy trì nhiệt độ hồ dưới 27 độ, cây sẽ phát triển tốt nhất. Hai điều cơ bản quan trọng nhất
khi trồng trên cây ngọc trai, đó là việc cung cấp ánh sáng và cung cấp CO2. Tương tự như trân châu Nhật thì nhu cầu ánh sáng của trân châu ngọc trai từ trung bình đến mức cao. Nếu chúng ta cung cấp đủ ánh sáng, cây sẽ phát triển xanh mướt và bò sát thảm nền. Ngược lại, cây có xu hướng mọc lên và không bám nền khi không đủ sáng. Trân châu ngọc trai cần cung cấp lượng CO2 dồi dào để cây phát triển nhanh, căng tròn và đẹp hơn. Có hai cách để cung cấp CO2 cho cây là từ bình CO2 hoặc thường xuyên thay nước cho hồ thủy sinh khoảng 2-3 lần một tuần. Tuy nhiên, trong quá trình thay nước để làm sạch hồ, cũng không nên thay quá 50% lượng nước có trong hồ để tránh làm thay đổi đột ngột môi trường sống của cây. Phần 3. Trân châu Cuba. Và cuối cùng là trân châu Cuba. Trân châu Cuba có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Chúng là loại cây thảm nền tiền cảnh khó trồng nhất trong 3 loại cây trân châu thủy sinh. Trân châu Cuba phải nói là rất rất đẹp khi các bạn chinh phục được nó. Chúng được ví như một nàng tiểu thư yêu kiều, đỏng đảnh, thích được quan tâm và cưng chiều, như là sở hữu một vẻ đẹp mê mẩn các hiệp sĩ đam mê thủy sinh. Tuy nhiên, để làm được vấn đề ấy, cần đòi hỏi các hiệp sĩ của chúng ta một sự kiên nhẫn rất cao và chế độ chăm sóc kỹ lưỡng, cộng với một chút kinh nghiệm trong việc nuôi trồng thủy sinh. Chính vì sự khó chịu chuộng này mà mình có một lời khuyên đối với các bạn mới đắc bầu đam mê thủy sinh là hãy làm quen trước với việc nuôi trồng trân châu Nhật, trân châu ngọc trai, rồi sau đó hãy cân nhắc đến việc chinh phục loại cây này. Trân châu Cuba có chiều cao trung bình khoảng 2-4 cm, nhu cầu dinh dưỡng không cần nhiều nhưng lại yêu cầu về nguồn nhiệt độ, ánh sáng và CO2 khá cao và nghiêm ngặt. Trân châu Cuba cần ánh sáng ở mức độ cao nên việc cung cấp ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng từ đèn điện trong suốt quá trình phát triển của cây là một sự thử thách rất lớn đối với chúng ta. Là một tiểu thư nên trân châu Cuba ưa thích sạch sẽ, vì thế cần phải thay nước hồ thường xuyên với tần suất từ 2-3 lần một tuần để đảm bảo chất lượng nước trong hồ luôn ở mức tốt nhất. Các bạn nên kết hợp việc thường xuyên thay nước hồ và bổ sung CO2 cho cây. Trân châu Cuba cũng không cần nhiều dinh dưỡng nhưng cần phải đảm bảo đầy đủ vi lượng. Độ pH của nước khi nuôi trồng trân châu Cuba được tốt nhất là ở mức từ 5.5-7. Tốc độ phát triển của trân châu Cuba là rất chậm so với trân châu ngọc trai hay trân châu Nhật. Vì vậy, những người chơi lâu năm rất thích loại cây này khi hàng ngày nhìn ngắm sự phát triển của cây một cách chậm rãi, cũng giống như sự thử thách lòng kiên nhẫn của người chơi đối với loại cây này. Một phần rất quan trọng đó là nhiệt độ nước trong hồ khi nuôi trồng trân châu Cuba cần duy trì ở mức dưới 27 độ C. Nhiệt độ càng mát thì chúng càng phát triển tốt, bám sát nền, xanh hơn và đẹp hơn. Về cách trồng thì tương tự như hai loại trân châu Nhật và trân châu ngọc trai, các bạn có thể chia thành từng bụi nhỏ từ 3-4 cm và cắm xuống nền. Tuy nhiên, vì tốc độ phát triển của cây này khá là chậm nên các bạn nào ít có sự kiên nhẫn thì chúng ta nên cắm ít nhiều bụi hơn và cắm sát nền hơn. Về cách trồng thì tương tự như hai loại trân châu Nhật và trân châu ngọc trai, các bạn nên chia thành từng bụi nhỏ từ 3-4 cm và cắm xuống nền. Tuy nhiên, vì tốc độ phát triển của chúng khá chậm nên các bạn nào ít có sự kiên nhẫn thì chúng ta nên cắm nhiều bụi hơn và cắm sát nhau hơn. Và cuối cùng, mình xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Nếu các bạn có thắc mắc hay chia sẻ về vấn đề gì, cứ bình luận ở phía dưới video này nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, xin đừng quên bấm nút theo dõi, like và chia sẻ video này với bạn bè và người thân của mình. Xin cảm ơn các bạn.